em sang bên nhà nói với bà. Qua đây tôi có việc cần bàn gấp. Dạ, chào trung tá. Dạ, xin phép. À Hiếu à. Dạ. Khép cửa ngoài lại nghe. Dạ. Chúng ta dùng chi? Whisky nhé. Ngon. Tôi không thích uống rượu trong giờ làm việc. Bây giờ ta làm việc nha anh Biệt. Biệt. Anh phải biết là sở dĩ mà tôi chọn khách sạn này để làm nên nghỉ ngơi và giải trí cho tất cả những sĩ quan cố vấn bình định Hoa Kỳ từ các quân khu về họ là bởi vì khách sạn này là của anh, của một thiếu tá cảnh sát. Tôi thua anh vì vợ anh khéo lắm, rất khéo. Cũng nhờ trung tá mà vợ chồng tôi chuyến này hốt được một mẻ khá to. Bà xã tôi không dám quên anh trung tá đâu. No. Mình là chiến hữu nhau mà nhắc làm gì cái chuyện đó. Lẽ tất nhiên là qua cái phi vụ này là Madam Anh Nguyệt phải chi tôi một món tiền đặc biệt. Đó là chưa kể những món tiền phải chi hàng tháng. Ủa? Hình như là bà xã tôi nói đã... Thôi được rồi. À, anh Biệt. Dạ. Phải nói với anh một vấn đề quan trọng là tôi chưa thật sự an tâm về cái mạng lưới an ninh để bảo vệ những sĩ quan cố vấn bình định Hoa Kỳ trong thời gian nghỉ ngơi tại đây. Tôi thiết nghĩ trung tá lo ngại hơi quá đáng. Với hơn 20 nhân viên an ninh sừng sỏ của ta ngày đêm canh gác, tôi nghĩ là đã bảo đảm an toàn lắm rồi. Đó là chưa kể tới 20 nhân viên canh gác ở vòng ngoài. Nhưng tôi có đề nghị trung tá là nên cho cắt cố vấn mặc thường phục thì tốt hơn. Anh đừng tưởng mặc CV mà Việt Cộng nó không để ý. Anh nên nhớ, tất cả những sĩ quan cố vấn Hoa Kỳ, họ là những người điều khiển cuộc chiến, họ nắm tất cả mọi quyền hành. Theo tôi nghĩ, Việt Cộng nó có cánh nó mới bay vào đây được. Nhưng ngược lại nó không có cánh mà nó ở ngay ở trong này. Chúng ta nói gì là sao? Tôi muốn nói còn Hiếu. À, hay là bây giờ tôi đề nghị anh như thế này. Anh cứ tạm thời cho tất cả những nhân viên ở đây nghỉ việc và thay vào đó mạng lưới an ninh của ta. Ok? Tôi thấy cái việc này nó không ổn với chúng ta. Nhân viên của ta không có quen phục dịch sẽ làm mất lòng khách hàng. Hơn nữa lại không có con Hiếu, không có con ma nào mà chịu tới đây. Chuyện này không ổn đâu, bà xã tôi sẽ cử quyết liệt cái vấn đề này. Được rồi, nếu như vậy thì chỉ có một mình con Hiếu mà thôi. Anh cho nó nghỉ việc một tuần trong thời gian các cố vấn Hoa Kỳ về đây nghỉ ngơi đợi tiến hành của con. Sao? Anh thấy như vậy có ổn hay không? Hả? Dạ, việc này chỉ có bà anh Nguyệt quyết định. Tại sao lúc nào cũng nhiều quyền cho vợ vậy? Chúng ta, tôi nói chúng ta đừng có cười tôi. Cơ nghiệp này là của bà anh Nguyệt. Tôi sống nhờ đồng tiền của vợ mà. Dĩ nhiên là tôi không có quyền giải quyết mọi công chuyện làm ăn ở nơi đây. Vậy thì bây giờ tôi đề nghị anh là anh thử làm đàn ông một lần thôi nè. Tôi nói nghe, chúng ta đừng cười nhau. Giữa tôi và con Hiếu, nếu phải chọn một người, bà ấy sẽ chọn con Hiếu hơn tôi. Con Hiếu mà nó quan trọng đến như thế sao? Không phải là nó quan trọng, nhưng nó là tai hòm chìa khóa của vợ tôi. Nếu cho nó nghỉ thì sẽ bị thất thoát, tôi lấy gì mà ăn? Hơn nữa, nó đang nắm 3-4 đường dây làm ăn lớn mà ở trong đó có vợ tôi và của ma đạo chúng ta. Chúng ta cần gì phải suy nghĩ nữa? Nếu chúng ta không tin thì tôi xin... Anh Biệt, chuyện tình cảm là gì? Quốc gia là gì? Anh có dám lấy
ta lòn thiếu tá của anh Sai Mạnh bảo đảm cho đúng không? Được, tôi xin báo lệnh. Tùy anh. Quá. Chuyện kỳ lộn xộn quá. Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Dạ thưa ông, bà nói bà bận, một lát bà đến. Hiếu. Dạ. Sao cứ lạnh nhạt với anh hoài vậy Hiếu? Em có biết rằng tôi thương em lắm không Hiếu? Em có biết không Hiếu? Dạ biết. Trời ơi, dạ biết. Trời, cái tiếng dạ biết của em nó lạnh lùng như tảng băng đè nặng trên ngực tôi. Em có biết không Hiếu? Em có biết vì yêu em mà anh dám đem cái lò thiếu tá của anh bảo lãnh cho em? Đó là một sự hy sinh to lắm vô cùng mà em mãi ỡm ờ cho qua trước tình yêu tha thiết của anh. Có chuyện gì khiến ông khổ dọc phải mang cả tứ quyền? Sao bảo lãnh cho em để em được yên thân thì em đã xuống xa. Em có biết không, trung tá Cao Mạnh ra lệnh cho anh bảo em nghỉ việc ngay. Vậy à? Để bảo toàn an ninh cho các sĩ quan cố vấn hiện còn ở tại nơi đây, anh hết lòng binh dịch cho em ở lại. Nếu em không đáp lại tình tôi, em làm tôi thất vọng thì tôi sẽ không báo bồng. Bây giờ ông đem cái chuyện bảo lãnh ra để mà ép buộc em phải không? Không phải, không phải là ép buộc. Tôi dám hy sinh cái lon thiếu tá của tôi dám đúc đầu vô cái vòng dây thắt cổ cũng chỉ vì em. Trái lại em tiếc rẻ với tôi. Hiếu, em ở đi Hiếu. Em nói với anh một tiếng đi, một tiếng thương đi, thương anh đi. Mình sẽ đi Vũng Tàu chơi. Đi đâu? Đi Vũng Tàu. Vũng Tàu hả? À. Chừng nào đi? Sao? Chừng nào đi? Chủ nhật đi. Hả? Chủ nhật đi. Sao? Được không? Mày đi. Bằng lòng đi. Bằng lòng đi. Cười cười, làm thinh. Làm thinh. Tâm lý đàn bà làm thinh là đã đồng ý. Con xin cảm ơn hai vợ chồng Thượng Đế. Con xin cảm ơn. Thằng Bảnh kia. Hả? Đó. Thằng Nhiều hả? Ủa? Nó tên Bảnh hay tên Nhiều? À, Bảnh hay Nhiều kể mẹ nó. Nhưng mà... Nè, em hỏi anh nha. Sao? Có phải Bảnh là cháu vợ của anh không? Cháu vợ bà nội tôi á. Nó bà con bên vợ bên thằng ảnh á. Ôi, bà cháu ai cũng được. Em chỉ sợ là sợ cặp mắt dòm ngó của nó thôi. Nó dòm ngó sao? Anh biết không, mỗi lần mà Hàng về đó hả, nó hay dòm ngó ghê lắm. Sao? Có một lần em gặp nè, nó nói to nó nhỏ gì ông Mạnh nữa đó. To nó nhỏ nữa? Ờ. Mày có nghe không? Nó nhỏ sao nghe? Nó nhỏ thì nghe nhỏ. Nó nhỏ xíu sao nghe? Nó nhỏ xíu thì... Sao? Nó nhỏ xíu sao nghe được? Tại sao mày nói nhỏ ta? À, như vậy là nó có mờ ám. Vì mờ ám cho nên nó không dám nói lớn. Mà vì không dám nói lớn cho nên nó mới nói nhỏ. Chết mẹ. Thiếu ơi! Thiếu à! Dạ. Chết cả bà tới rồi. Thôi thôi, thôi vô vô. Nghe nè, nhớ đi Vũng Tàu chứ. Ủa, bỏ ngoài khách sao mà đóng cửa vậy em? Dạ. Ông Mạnh bỏ đóng cửa cái gì? Lão Mạnh hả? Dạ. Trời đất ơi, tiền tôi giọng vô trong họng rồi mà còn đến đây làm gì nữa? Sao mà giờ bán khác em? Dạ, cũng đỡ đi bà. À, coi cũng khá ghê chứ. Sao lão Mạnh đến đây có chuyện gì không? Chắc là chuyện của em đó. Chuyện của em mà là chuyện gì? Dạ. Hả? Sao? Ông muốn cho em nghỉ việc đó. Nghỉ việc hả? Dạ. Lại cùng cái lão trùng ta có gương mặt thảm tài, cứ theo phá phách chuyện làm ăn nhà này. Em nghĩ của tôi thôi, mà vẫn làm chi đâu có thiệt hại gì đâu.
Nếu ba nóng giận với trung tá thì có hại lắm. Ôi cái mặt mẹ của lão ta mà tôi sợ hay sao nè. Tôi mà nói ra một tiếng ha, lão rớt luôn liền. Cái nhìn tổng thống tôi ra vô hàng ngày, một lời của tôi đó hả, nó có giá trị hàng trăm hơn là cái bản báo cáo của lão ta. Bà đừng có nóng giận, hãy nghe em phân cạn. Lão mà hại tôi hả, tôi đánh phủ đầu lão ngay. Em không có nghỉ một ngày chứ đừng có nói một tuần. Em không có sợ thằng nào con nào hết trơn rồi á. Nè em ơi, cái lần thiếu tá đó mà nhầm nhờ gì. Trung tá cũng không cần nữa, biết không? Nè, cái khác mới là quan trọng. Em cứ lại đây làm việc đi. Rồi chị biểu lão biện bảo lãnh cho em. Lão mà bảo lãnh có em không được đó hả? Thì lão làm thiếu tá là cái chó gì? Gì thiếu tá cho? Ai thiếu tá cho? Tôi nói ông đó. Tôi sao? Tôi nói ông không bảo lãnh cho em hiểu ở đây làm việc thì ông làm thiếu tá là cái chó gì? Tôi nói vậy đúng sao? Tại sao mà biết tôi không bảo lãnh? Tôi đồng ý bảo lãnh cho nó. Khi nào nó đồng, nó chịu đi. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Thì đi về đây làm cho mình luôn, không có đi chỗ khác làm. Lãnh nhắc. Ông nó chỉ bảo lãnh cho nó rồi, nó còn đi đâu nữa? Rồi bây giờ sao đó, còn sao? Giờ cái chị bảo lãnh nó không? Đi lãnh. Đi đâu? Đi. Bảo lãnh em hiếu phải không? Đi. Mình bảo lãnh cho em hiếu phải không mình? Thiệt giả mình? Trời ơi, cưng ơi là cưng, không biết. Đúng là cái cục cưng của tôi đó nghe. Nè, mình ráng bảo lãnh vô. À, thôi bây giờ nè, mình lái xe đưa em vô Vinh chút xíu, nghe mình ha. Tôi mệt quá, không đi đâu hết. Bây giờ tôi đi không? Làm gì rồi, bà cứ vô Vinh hoài rồi. Trời đất ơi, đi vô trọng đừng lo ba cái vỏ xe của mình anh quên rồi sao? Ủa, vậy hả? Trời ơi, cưng quá. À, bậy bạ đi. Nè, bây giờ mình lên trển đi nha. Rồi cái em chờ mình ha. Bây giờ mình lo cái chuyện của mình vậy đó. Rồi xong rồi mình đưa em đi nha. Hiểu. Dạ. Em coi chuyện nhà hàng nha cưng. Dạ. Mình lên mình. Em chờ mình mà xe đó nha mình. Alo. Hai. Tao đây. Mày cha mày đây nè. Thiếu tá Bùi Minh Điền đây. Sao? Tao mà mày cũng. Dạ thưa trung tá, có điện thoại. Alo. Trung tá Mạnh, mù mẹ Mạnh, rõ chưa? Hả? Thấy Ngọc đó hả? Báo cáo đi. Sao? Bắt được Việt Cộng. Tốt lắm. Rồi đây tao sẽ đề nghị cấp trên thăng cấp cho nha. Rồi bây giờ báo cáo tiếp. Bắt ở đâu? Khu vực nào? Gần nhà của Hiếu. Chết mẹ rồi. Mày thả nó ra. Mày thả nó ra liền tại á. Rồi biểu lên chờ tao. Nghe không? Anh ngồi tại đó chờ tôi. Thưa chúng ta, bắt được bị cổng rồi. Bắt cái con mẹ gì? Rốt cuộc là quân mình đánh quân ta. Trời đất ơi, tại sao mấy cái vụ này nó giỏi quá? Anh phải biết là tôi đã. Dạ thưa trung tá. Tôi có hẹn với đại tá tổng nha. Xin phép. Trời ơi, mở cửa. Trời ơi, mở từ nó mở, chị làm gì dưới vậy? Rồi, quỷ cái nó tới rồi. Rồi đó mẹ, vô đi má. Mẹ má hả, bớt miệng bây giờ. Sao ỷ con tung đá muốn la ra hả? Được không? Rồi sao? Sao? Bực bội quá à. Trời ơi, ngon mấy lỗ đi, tôi đứng tôi gây hò luôn á, trời ơi. Bà ba thích con đẹp, bà ba. Mày ra thu ba.
con gái cưng của ba nè ha. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, mày làm ăn cái gì đau cổ mày kỳ cục vậy? Thấy không, biết liền, không biết nhìn nữa chưa. Con nói ba nghe nè, mốt mới đó. Mốt mới đây nè, ra đường là bảo đảm không đụng hàng đó à. Mốt mới? Ừ. Mốt này gọi là mốt gì vậy con? Mốt này mà ba không biết hả? Ờ đúng rồi, ba làm sao biết được, tại vì chỉ có một mình con độc quyền đó thôi. Suối nữ dương dựng đứng. Suối nữ dương dựng đứng? Ừ. Vậy mà tao tưởng ngu ma dương đứng đường. Ngu ma dương đứng đường là ba ngu ma dương á. Mày không. Chứ sao ba nói không vậy, ba đẹp gì ba nói. Tao hỏi vậy chứ mày đi đâu đây? Con á hả? Ờ. Tất nhiên là có chuyện rồi. Chuyện gì? Con ở nhà hôm nay con tới đây á, là con muốn tìm anh Thế Ngọc. Anh Thế Ngọc đâu rồi ba? Hả? Thế Ngọc rồi. Thế Ngọc nó là con người chứ không phải con vật mà mày bò mày phun phun mày kiếm một con chuột con mèo ra mày kiếm đó. Đâu có. Hiểu lầm nữa rồi. Con tìm là con tìm có gì cầm chơi hay không. Còn con mới hỏi thẳng vô ba nè, anh Thế Ngọc đâu rồi? Tao sai đi con chuyện rồi. Trời ơi, sao ba biết tao tới đi tìm mà ba cứ sai đi công chuyện là sao? Trời đất ơi, thì chuyện của nó đi, chuyện của tao làm sao tao biết con đi đâu? Nhưng mà ba mới nói là đừng có đi, chờ con tới chứ. Nhưng mà mày gặp nó chuyện gì mày làm gì quan trọng vậy? Thấy không, ba quên rồi là cái trời, ba ứa hai đứa con đó, ba ứa ba quên rồi sao? À. Đó, thấy không, quên. Ba hiểu rồi, Thôi xin lỗi đừng giận. À, ba quên con à. Nhưng mà bây giờ ba nói con nghe cái chuyện của con Thấy Ngọc thì để từ từ rồi ba tính cho. Từ hoài à, trời ơi, từ hoài là sao à? Hồi đó ba lấy vợ ba có từ từ không mà ba cứ kêu tên từ. Mày làm gì làm dữ vậy? Ba hại con á. Hại con nói rồi con không có chịu thằng quỷ nữa đâu. Mà cứ kêu tao chịu rồi bây giờ vậy nè ba. Thì tao cũng lo tương lai cho mày. Tao thấy thằng đó nó trẻ tuổi, nó đẹp trai, nó lại mang lon thiếu ta. Mà nó làm cái căn cứ chuyển giận. Tao đi nhờ nó thầu với tao lô đồ Mỹ, cho nên tao mới cho mày với nó qua lại giao du thân mật. Ai có về đâu, nó chưa có thầu cho tao lô gì hết trơn. Nó thầu cho mày nguyên bụng nè. Tại vì anh có tài, cái này cũng tại ba nữa. Tại cái số mày hát ám. Tao sai nó đi công vụ ở Bình Dương bị giật cổng bắt nó bể đầu không? Từ từ đi, rồi giải quyết cho nó xong đi, rồi tao kiếm thằng khác tao gả cho. Từ hoài à. Thật ơi là trời, Thu Ba ơi là Thu Ba. Mày là bởi mày có cái thân thể của mày kìa. Thân thể con sao, đẹp quá đi á. Thân thể mày dày nè. Mới có 2-3 tháng mà làm dữ vậy? Thái Ngọc cũng như vậy á. Để từ từ rồi tao gãi nó vô chồng, tao bắt nó cưới mày. Thật cười thiệt dột, cái mặt của mày tao nhớ cái mẹ của mày quá. Ra đường thấy vợ con ta bắt ham, về nhà thấy vợ con mình thì cũng kêu cảnh sát bắt quá. Bà nói gì vậy? Bà mới nói cái gì con nghe rõ ràng nghe. Bà đừng nghĩ là nó nhỏ con nghe. Không, tao nói là ý tao nói là về nhà là tao thấy vợ con là tao muốn nhờ cảnh sát đưa đi làm đầu giống má mày với mày á, giống y vậy đó. Trời ơi, nhưng mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, chuyện đó là chuyện của ba của má. Bây giờ con có hỏi ba là ba có thấy anh Thái Ngọc đi đâu không thế này. Nhưng mà hôm nay là ngày gì mà ba thấy mình làm dữ với tao vậy? Trời, ba quên rồi hả? Ngày gì? Là ngày đã hẹn với nhau, đằng ảnh bà già ảnh. Sáng kiến như sợ dân, rồi tuần sau bỏ chồng cao làm đắc cứ liền. Thì tao làm cha, chỉ biết ra tiền. Còn mày muốn ai, tao chịu nay tao gả mày liền. Ba, nhưng ít nữa, ba nhớ giùm cho. Hôm nay bà xui trai đến nhà. Tao đang có chuyện bực mình, mẹ con mày tiếp rồi điều đình với người ta. Ba nói vậy ba nghe được sao ba? Sao không được mày? Ba không chủ trì hôn lễ lấy quyền quý bắt nạt đàn trai quê mùa cô lô. Để rồi về nhà chồng họ đe đầu cưới cố nặng nhẹ dâu con như tôi tớ trong. Mày ai mà đè đầu nữa. Con tương ta người ta một bước đã lên bờ. Hôm nè con vô bước con lấy thằng tiêu quỷ. Vậy mà nó cứ đẩy nó hoài, nó không chịu con thằng quỷ nữa. Con biết là nó nhờ vào cái mã phô trai làm cho nhiều ả đông say đi. Từ chiều hôm qua nó biết đâu suốt buổi con.
Bộ mày đẻ liền được sao mày quýnh dữ vậy? Cái thằng nó mua con bò. Đất ơi, cái chủ mà tao gài quýnh vô nhà má hiếp. Nó đè nó đánh nhỏ con bể xuống chậu. Ba, ba nói gì mà ba nghe được? Bởi vì ba đâu có đẻ chữa gì đâu mà ba biết. Ba đâu có... Ba thương con đi ba. Con nói ba nghe nè. Thôi, thôi bây giờ bỏ qua cái chuyện đó đi ba. Con biết là ba thương con lắm. Ba ơi, con nói ba nghe. Bây giờ lát nữa đang thấy Ngọc về, cái ba hứa ba cho hai đứa con chúng tôi ta đời mới đi ba. Rồi cái cho luôn cái villa cư xác Nguyễn Quang ba. Rồi cái cho luôn cái mấy cổ phần trong hãng dịch Lưu Siêu Anh. Rồi cho luôn chọn hai cái ngân hàng Pháp Á nha ba. Ba biết con có như vậy á thì anh chàng Thái Ngọc mới quỳ dưới chân con mà trở về giảng sinh tình còn tha thiết. Ba ơi, ba biết sao không? Chị mới dứt bỏ mấy con bán ba gà chứ. Chỉ có một mình con thôi. Rồi như thế thì con của ba khoe mắt của con đi gần sông Quân Thành. Xin dừa thôi con. Còn chỉ chỗ nào xin nữa không? Tại sao mẹ không xin hết cái Sài Gòn? Nếu ba có con cũng xin luôn à. Con lấy chồng mà cha phá sản mà. Đâu có. Trời ơi, con nói ba nghe nè, ba không nghe ta thường nói sao? Nói con gái thì nhờ đức cha, con nhờ đức cha, cho nên con mới như vậy nè. Ăn nói vậy đó hả? Chứ sao ba nói vậy? Thôi được rồi, ba hứa đó. Kỳ này mày lấy chồng là tao cho mày cái villa trong Chí Hòa. Villa Chí Hòa ba lấy đi. Không lộn, tao nói cái gì đó, cái villa gì mà ở ngoài cái đường mà vô trong khám Chí Hòa cho mày ở trọng. Rồi vậy thì được, cái đường thì con lấy, nhưng còn trong đó thì ba cứ lấy đi, con không dành. Bây giờ xong chưa? Chưa. Trời ơi. Còn gì nữa? Còn nữa chứ. Cái gì nói luôn. Chưa đủ rồi, bao nhiêu chưa đủ được, con nói ba nghe nè. Cái gì nữa đây, nói đi. Là bà phải để con đòi lên cho ba đi ha. Tại để con lột xuống thì con đòi lên cho ba đó không? Con thương ba lắm á. Bởi con nói ba nghe. Sao? Là sau khi mà con với Thái Ngọc thành chồng vợ rồi đó, thì ba phải cho ảnh làm chức trưởng chi cảnh sát. Cái gì? Trưởng chi hả dạ. Con? Nè, cho mày hay nha. Trưởng chi là 10 tên. Khỏe. Chưa kể đóng hụi chết. Khỏe. Còn cỡ trưởng ti là 20 tên con ơi. Nhắm nhưng mà xin lỗi nhỏ. Mày à. Trời đất thánh thần ơi, nó mới thiếu quý mà trưởng chi, trưởng ti cái nổi. Thôi bây giờ mày làm ơn mày về tao. Cái vụ kia tao hứa, cái vụ này tao không hứa được. Hứa nổi. Bây giờ ba không hứa không? Đi về. Ba không hứa chứ gì? Không. Được rồi, con về con mét má. Cái gì? Mày mét má mày hả? Mét cái gì? Mét ba có mèo, đu dâu đi nhảy gầm. Ở chân xin bóng lai thì cầm chữ nhịp rồi đúng không? Trời đất ơi, mày biết gì? Mày đặt chuyện với Hoàng. Con ngồi bàn trong lúc tao chậu câu vàng. Con vừa dứt bản ba những nàng giàu sinh nhảy. Còn cái chuyện động trời. Cha con mình gặp nhau. Ừ, hứa, về đi, giùm tao. Chà. Ba, con biết là ba thương con mà ba hứa nha. Về đi. Rồi con về, bye bye ba. Bye đi. Bye bye ba. Ba hứa cho con nhớ nha. Nhớ bay đi rồi bay về, đừng có bay luôn chết cha tao nghe mày. Con không có bay luôn đâu, con bay về để con đòi chứ. Đòi những gì mà ba hứa cho con. Nhiều, bánh. Báo cáo nhanh gọn. Lặp lại. Lần thứ nhì. Tao biểu mày theo dõi nó, tại sao mày để như vậy? Làm sao tao bắt được con đĩ đó? Báo cáo tiếp. Dạ, thưa, tôi đến nhà con Hiếu. Mấy người? Hiếu, ba nó, Thái Ngọc. Chúng ta ăn giao đồ, biết chưa? Đi! Dạ. Đứng lại. Cô Hiếu đâu? Dạ, thưa đằng sau. Đi. Dạ. Đứng lại. Chưa? Đi. Dạ. Giỏi của tài lắm.
đâu. Cô Hiếu đâu rồi? Dạ. Cô nói lại với bà chủ của cô, chiều nay đúng 3 giờ đóng cửa khách sạn để cho tôi tiếp khách. Rõ chưa? Dạ.